Nỗi sợ của tôi khi nóc nhà biến thành sư tử Hà Đông. Thôi đừng có nhăn nữa mà, em có gì để đi mua cho nè. Ăn cái gì mà ăn, anh định nuôi em mặc cho em xấu, lại đi ngoại tình đúng không? Hả? Đồ tội, chị đã đi. What the fuck? Ủa em đến gì mà nhiều quá vậy? Để xuống đây em dọn cho. Em cảm ơn nha. Hả? Ủa đây làm gì vậy? Đừng có hàng giùm em nè. Nhưng mà này là hàng em nè. Sao dạo này em hay nổi nóng quá vậy? Này tóc em bị rụng quá trời luôn nè. Tưởng gì, em dùng thử xịt bưởi xanh siêu này đi. Đâu? Chị anh cũng bị rụng tóc, giới thiệu cho anh xài này thấy ok lắm á. Xịt bưởi này chứa 100% tinh dầu bưởi và protein nám men, vừa làm giảm rụng tóc, vừa kích thích mọc tóc nhanh chóng. Dùng sâu tóc xinh quá à. Cảm ơn anh nhiều nha. Ủa, chị cảm ơn Xuân thôi hả? Vậy thử mặt tức lý thì sao?